đến với sân vận động Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh và chúng ta theo dõi giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc năm 2017 lượt đi, và đây sẽ là vòng thi đấu thứ 5 của lượt đi. Trận đấu mà chúng ta đang theo dõi là một trận đấu vô cùng hấp dẫn và được chờ đợi, đó là cuộc đối đầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh 1 đương kim vô địch và Phong Phú Hà Nam. Hiện tại trên bảng xếp hạng thì Phong Phú Hà Nam được 10 điểm chia nhau ngôi đầu bảng cùng với Hà Nội 1. Trong khi đó Thành phố Hồ Chí Minh 1 sau trận thua than khoáng sản ở ngày ra quân chỉ mới có được 9 điểm và đang tạm thời đứng vị trí thứ 4. Đây là cơ hội để cho Thành phố Hồ Chí Minh 1 lấy lại ngôi đầu bảng của mình khi mà Hà Nội 1 chưa thi đấu. Đây là đội hình xuất phát của Thành phố Hồ Chí Minh 1. Trong thành là thủ môn mang áo số 1 Trần Thị Kim Thanh, số 5 Lê Hoài Lương, số 6 Trần Thị Hồng Lĩnh, số 9 Huỳnh Như đội trưởng, số 10 Phan Thị Trang, số 14 Trần Thị Thùy Trang, số 15 Trần Thị Thu, số 18 Trần Nguyễn Bảo Châu, số 19 Trương Thị Kiều, số 27 Nguyễn Thị Bích Thùy và số 37 là Trần Thị Phương Thảo, huấn luyện viên trưởng là Đoàn Thị Kim Chi. Đội hình xuất phát của Phong Phú Hà Nam. Trong thành là thủ môn áo số 1 Lại Thị Tuyết, số 5 Nguyễn Thị Minh Anh, số 6 Bùi Thị Như đội trưởng, số 7 Nguyễn Thị Tuyết Dung, số 8 Nguyễn Thị Liễu, số 11 Nguyễn Thị Nguyệt, số 12 Trần Thị Hồng Nhung, số 16 Vũ Thị Thúy, số 19 Trần Thị Duyên, số 22 Phạm Thị Tươi và số 25 là Nguyễn Thị Nụ. Và như vậy trọng tài chính điều khiển trận đấu ngày hôm nay là ông Nguyễn Kim Việt Bảo đã cho hiệp thi đấu thứ nhất trận đấu giữa Thành phố Hồ Chí Minh 1 và Phong Phú Hà Nam chính thức bắt đầu. Phong Phú Hà Nam trong trang phục áo quần toàn vàng bảo vệ khung thành bên phần sân bên phải trong hiệp thi đấu thứ nhất, và trong trang phục áo quần toàn đỏ là các cầu thủ chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh 1. Và chúng ta hãy chờ xem cô trò Đoàn Thị Kim Chi ở trong trận đấu ngày hôm nay có lấy lại được hình ảnh của mình sau ngày ra quân phải nói là đáng thất vọng khi thua Than Khoáng Sản Việt Nam với tỷ số 0-2. Nguy hiểm! Nguyễn Thị Nụ đã thực hiện một pha đá ngay nhưng bóng quá nhẹ và không gây khó được cho khung thành của thủ môn Trần Thị Kim Thanh. Ở thời điểm này thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh đã phải ngồi trên băng ghế dự bị và nhường chỗ cho các đàn em của mình. Hoài Lương, pha mở cánh của Hoài Lương cho đồng đội của mình nhưng không kịp rồi. Đã quyết định là một quả ném biên cho các cầu thủ nữ Thành phố Hồ Chí Minh 1. Rất mạnh, Huỳnh Như. Bóng vẫn còn trong cuộc. Phan Thị Trang ăn. Cơ hội không được. Vừa rồi là Hoài Lương. Hoài Lương cần phải quyết đoán hơn ở trong pha bóng vừa rồi, nên thực hiện một tình huống xoay người để kết thúc thay vì một đường truyền để cho các hậu vệ của Phong Phú Hà Nam dễ dàng cắt đứt. Bích Thùy, Phan Thị Trang rất khỏe, đường truyền cơ hội vẫn là các cầu thủ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Phạm lỗi rồi. Một tình huống phạm lỗi ngay rìa vòng cấm và cơ hội đá phạt cho các cầu thủ nữ Thành phố Hồ Chí Minh 1. Tình huống phạm lỗi rất rõ ràng của Phạm Thị Tươi. Chúng ta hãy chờ xem phải chăng Hồng Lĩnh sẽ là người thực hiện quả đá này hay là Bích Thùy. Hai cầu thủ đang đứng trước bóng đó là Hồng Lĩnh và Bích Thùy. Ở vị trí này cái chân phải sẽ lợi hại hơn là cái chân trái. Chân phải có thể thực hiện được pha cứa bóng vào góc xa. Đối với bóng đá nữ thực hiện những tình huống bóng vào góc xa thì rất khó cho các thủ môn. Trọng tài Nguyễn Kim Việt Bảo đang yêu cầu các cầu thủ Phong Phú Hà Nam đứng đúng vị trí hàng rào. Bích Thùy! Một pha kết thúc tuyệt vời của Bích Thùy. Bóng đã bật sang ngang. Một tình huống kém may mắn cho các cầu thủ nữ Thành phố Hồ Chí Minh 1, quá đáng tiếc.
Bích Thùy đã thực hiện một pha kết thúc bằng chân phải, bóng đã đi sát điểm kết nối giữa xà ngang và cột dọc. Bích Thùy cơ hội, Bích Thùy tăng tốc. Phan Thị Trang, Huỳnh Như bật tường 1-2 rất đẹp mắt, rất hay. Bích Thùy cơ hội cho các thủ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đường chuyền, rất đáng tiếc không có cầu thủ nào của Thành phố Hồ Chí Minh một đã có thể thực hiện được pha kết thúc vừa rồi, một pha phập tấn công rất nhuần nhuyễn và khá đẹp của các cô gái Thành phố Hồ Chí Minh một. Chúng ta hãy cùng xem lại pha căng ngang của Bích Thùy. Cả Huỳnh Như, Hoài Lương và Phan Thị Trang đều đã áp sát vào nhưng không thể chạm được bóng để thực hiện pha kết thúc của mình. Nhiều khả năng trời sẽ đổ mưa khi bước vào hiệp 2. Huỳnh Như, Thùy Trang, một phần cầu rút của cơ hội vào. Đó là Hoài Lương. Hoài Lương đã chấp thời cơ rất nhanh. Sai lầm của hàng thủ bên phía Phong Phú Hà Nam đã để cho Thùy Trang lấy được bóng và thực hiện pha chuyền bóng vào trong. Ngay sau đó thì không có hậu vệ nào kèm cầu thủ mang áo số 5 là Lê Hoài Lương, để cho Lê Hoài Lương chống trải thực hiện pha kết thúc cận thành và ghi được bàn thắng mở tỷ số cho các cầu thủ nữ Thành phố Hồ Chí Minh 1 ở phút thứ 28 của trận đấu. Và hậu vệ của Phong Phú Hà Nam đã kịp thời bọc lót cho nhau. Phan Thị Trang không có phạm lỗi, nhưng ngay sau đó lại mất bóng. Đường chuyền kết thúc nguy hiểm, nhưng đã có lỗi việt vị rồi, đã có lỗi việt vị rồi. Trọng tài xác định là đã có lỗi việt vị ở trong pha bóng vừa rồi và bàn thắng không được công nhận. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Phan Thị Trang, đúng là Phan Thị Trang đã ở vào tình thế việt vị ở trong pha bóng vừa rồi, nên vóc dáng của các cô gái nữ Thành phố Hồ Chí Minh đa số giống nhau. Đánh đầu, một pha đánh đầu ngược về phía sau của Hoài Lương. Hoài Lương luôn luôn tỏ ra rất nguy hiểm, dù chiều cao không bằng các cô gái của Phong Phú Hà Nam, nhưng Hoài Lương luôn luôn xuất hiện ở những điểm nóng cần thiết. Cao thủ nữ Thành phố Hồ Chí Minh 1 áp sát rất nhanh. Chuyền bóng cho Hoài Lương. Bảo Châu dâng lên. Bảo Châu tăng tốc rất tốt. Kết thúc từ xa. Trong pha bóng vừa rồi thì Bảo Châu đã quyết định thực hiện pha kết thúc vào góc xa, nhưng bóng đã không có được độ cong cần thiết. Một tình huống đi bóng rất mạnh dạn của Bảo Châu. Và đó là một tình huống kết thúc rất có ý đồ của cầu thủ tiền vệ mang áo số 18 của nữ Thành phố Hồ Chí Minh 1. Nguyễn Thị Nụ, Vũ Thị Thúy, pha tăng tốc của Vũ Thúy phạm lỗi rồi, chiếc thẻ vàng. Chiếc thẻ vàng sẽ dành cho số 37 Trần Thị Phương Thảo. Một tình huống kéo người có chú ý của Phương Thảo. Một phút sẽ được cộng thêm cho hiệp thi đấu thứ nhất này. Chân trái là lợi thế của Tiết Dung, nhưng chúng ta hãy chờ xem cái chân phải của cô ở vị trí này sẽ thể hiện như thế nào. Sút vào góc xa cũng sẽ vô cùng khó chịu, nguy hiểm. Lúc này thì trọng tài Nguyễn Kim Việt Bảo đã nói còi kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất. Trận đấu trong khuôn khổ vòng 5 lượt đi và bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc năm 2017 giữa hai đội Thành phố Hồ Chí Minh 1 và Phong Phú Hà Nam. Hiệp 1 đã khép lại với tỷ số 1-0, tạm nghiêng về cho đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh 1 với bàn thắng duy nhất được ghi gia công của Lê Hoài Lương ở phút thứ 28 của trận đấu này.
Và bây giờ chúng ta tiếp tục trở lại sân vận động Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị theo dõi hiệp thi đấu thứ hai, trận đấu giữa Thành phố Hồ Chí Minh 1 và đội Phong Phú Hà Nam. Trọng tài Nguyễn Kim Việt Bảo đã cho hiệp thi đấu thứ hai bắt đầu. Và cái chân trái của Hồng Lĩnh bấm bóng vào. Đường chuyền đánh đầu. Vừa rồi là một pha đánh đầu chỉnh bóng không chính xác, quá đáng tiếc của Lê Hoài Lương. Bích Thùy đã có một pha trèo bóng cực kỳ tuyệt vời, rất trống trải, nhưng Lê Hoài Lương đã thực hiện cú lắc đầu không thành công. Cơ hội, quá người rất tốt. Tình huống vừa rồi Bích Thùy đã thực hiện pha solo tuyệt vời, nhưng pha bóng này có vẻ như Hoài Lương đừng chần chừ mà băng vào lấy bóng thì sẽ tạo ra tình huống nguy hiểm. Tiết Dung là người thực hiện quả đá phạt góc này. Tiết Dung luôn luôn có những quả đá phạt góc rất khó chịu. Cô thường xuyên thực hiện những quả đá phạt góc cuốn thẳng vào khung thành. Ở trên sân Thống Nhất này cũng đã từng chứng kiến những tình huống ghi bàn từ điểm phạt góc của Tuyết Dung. Đường truyền dài lên cho Hoài Lương. Phạm Thị Tươi. Bảo Châu, cơ hội phản công. Thùy Trang. Bốn cầu thủ áo đỏ và Thùy Trang tăng tốc. Đường chuyền Huỳnh Như rất hay. Những pha xử lý tinh tế của Huỳnh Như. Huỳnh Như đã quyết định thực hiện pha kết thúc. Tuyết Dung. Phạm Thị Tươi. Một block khá tốt. Huỳnh Như. Đường chuyền chọc khe, kịp không? Không được rồi. Tuyết Dung. Truyền bóng rất thuận lợi. Nguyễn Thị Nguyệt đang di chuyển ở phía trong. Một cú sút đầy quyết đoán. Một tình huống tấn công rất nguy hiểm và người thực hiện pha kết thúc này là Vũ Thị Thúy. Quá khó chịu. Thùy Trang rất hay. Huỳnh Như không việt vị và bây giờ Huỳnh Như đột phá. Phạm lỗi. Phạm lỗi rồi. Quả penalty cho đội nữ Thành phố Hồ Chí Minh 1. Rõ ràng chúng ta cũng có thể thấy được sự xuất sắc của Huỳnh Như như thế nào. Cô che chắn rất tốt, di chuyển rất khó chịu và Hồng Nhung đã buộc phải phạm lỗi. Hồng Nhung đã phạm lỗi rất rõ ràng ở trong tình huống này và quả penalty là hoàn toàn chính xác. Cơ hội để cho đội nữ Thành phố Hồ Chí Minh có bàn thắng thứ hai của mình ở trong trận đấu ngày hôm nay. Đúng là các cầu thủ trên hàng công của đội nữ Thành phố Hồ Chí Minh luôn luôn thi đấu vô cùng khó chịu, kỹ thuật tốt, ăn ý với nhau. Và bây giờ Huỳnh Như, đội trưởng của đội nữ Thành phố Hồ Chí Minh, quả bóng vàng của nữ Việt Nam năm 2016 sẽ là người thực hiện quả đá penalty này cho đội nữ Thành phố Hồ Chí Minh 1. Và với pha phạm lỗi vừa rồi thì Hồng Nhung cũng đã bị rút quyền thi đấu. Và bên cạnh đó thì đội nữ Thành phố Hồ Chí Minh có cơ hội để thực hiện quả penalty nâng tỷ số lên 2-0. Và bây giờ Huỳnh Như và Lại Thị Tuyết. Huỳnh Như không vào, vào rồi. Mặc dù Lại Thị Tuyết đã phán đoán đúng tình huống xuất phạt của Huỳnh Như không mạnh lắm, nhưng cô đã không thể cản phá được pha bóng vừa rồi và bóng đã từ từ lăn vào khung thành. Cú sút bằng chân phải, lực không căng, nhưng đáng tiếc cho Lại Thị Tuyết, cô đã có được tình huống phán đoán rất tốt
nhưng không thể cản phá được thành công quả penalty. Và 2-0 cho đội nữ Thành phố Hồ Chí Minh 1. Và như vậy lúc này thì trọng tài Nguyễn Kim và Việt Bảo đã nói còi kết thúc trận đấu trong khổ vòng 5 lượt đi giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc năm 2017. Xin chúc mừng cho đội chủ nhà nữ Thành phố Hồ Chí Minh 1 đã giành một chiến thắng vô cùng quan trọng trước đội Phong Phú Hà Nam với tỷ số là 2-0. Các bàn thắng của đội nữ Thành phố Hồ Chí Minh 1 được ghi gia công của Lê Hoài Lương ở phút thứ 28 và đến phút thứ 79, đội trưởng Huỳnh Như thực hiện thành công quả penalty mang lại chiến thắng 2-0. Chiến thắng này giúp cho đội nữ Thành phố Hồ Chí Minh 1 có được 12 điểm, vượt qua Phong Phú Hà Nam hơn 2 điểm và tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng sau 5 vòng đấu của lượt đi giải bóng đá nữ vô địch quốc gia.